Kamen Rider Geats tập 4 tiếp tục nhật ký của mình về trò chơi anh hùng. Keiwa đã lưu lại những ký ức của bản thân về trò chơi hiện tại Zombie khi đó có 2 người bị lây nhiễm trong số tất cả những Rider. Tình hình đang vô cùng căng thẳng, sau đó anh cũng kết thúc cuộc găm của mình. Quay lại với tình hình của Nago lúc này đã bị nhiễm bệnh. Mẹ của cô đã gọi điện, bà ta có gắn thiết bị gì đó để theo dõi Nago nhưng cô đã biến mất khỏi bản đồ. Cô bắt buộc phải trở về ngay trước khi làm cho bà ấy nóng giận. Nhưng chưa kịp trở về thì đã bị tên Karamori lôi tới một căn phòng trống. Nơi này tên Daipan cũng đang bị trói vì họ lo lắng rằng những kẻ bị lây nhiễm zombie có khả năng biến đổi bất kỳ lúc nào và tấn công mọi người xung quanh. Quyết định phải cách ly họ. Mọi chuyện chừng chừng như chỉ dừng lại ở đó thì Buffa quyết định sẽ đánh bại cũng như tiêu diệt hoàn toàn Nago để lấy số điểm. Keiwa đã chuyển thành Rider và cố gắng ngăn chặn anh ta. Khi thông báo người chơi không có tấn công lẫn nhau, và Giz đã tuyên bố cô ấy chưa hoàn toàn biến thành zombie nên cho dù có đánh bại chăng nữa cũng không có điểm. Kết thúc cuộc đụng độ này chỉ bằng câu nói "Tôi chỉ đùa tí thôi mà" từ Buffa. Họ đã cùng hội ý với nhau. Sau đó Nago đã trở về thế giới hiện tại. Cô nhận ra tất cả những video mình đều bị xóa sổ, sau đó là 2 tên vệ sĩ đứng từ đây. Tôi không hề livestream, vậy tại sao 2 người đã biết cô đã bị gắn định vị từ đầu và tất cả những gì cô làm đều nằm trong tầm kiểm soát của mẹ cô. Vừa về nhà thì ăn một đòn bàn tay trời giáng. Mặc dù bà ấy rất yêu quý nhưng bà ấy coi cô như đồ vật, một con búp bê được bà ấy tạo ra thì đúng hơn, chỉ thay vào người con gái, giống như khung cảnh căn phòng của Nago hiện tại. Cô chỉ như một con rối bị điều khiển, chứ chẳng hề có mục đích riêng. Và lý do mẹ cô làm vậy cũng không phải là vì bà ấy có vấn đề gì về tâm lý. Trước đó trong quá khứ, Nago đã từng bị bắt cóc, nên vì vậy đã tạo ra một dấu ấn rất sâu sắc trong tâm trí mẹ cô. Nên bà ấy muốn giữ cô bên mình để cô ấy thật an toàn. Nhưng điều đó cũng không làm cho Nago có thấy thoải mái. Cô quyết định bỏ nhà ra đi, nhưng vừa rời khỏi căn nhà thì đã bị tái phát virus zombie. Sau đó đã được Keiwa cũng như Ace đón đi. Ace đã dự tính tất cả, và trong cuộc nói chuyện đêm này, Ace đã đưa cho tất cả mọi người một bí mật. Mặc dù Zabato là một tổ chức gì đó mà họ vẫn chưa hơi nào hiểu được, nhưng khi trò chơi kết thúc mọi thứ sẽ bị reset, nên chỉ cần cô cố gắng và có điểm cao trong trò chơi lần này và không bị loại, cô sẽ được giải thoát khỏi virus zombie. Đặt niềm tin còn hơn là từ bỏ hy vọng, đó là lời của A. Còn về phần của Keiwa, anh đã trao lại chiếc Bucco mà anh luôn nắm giữ trong tay. Put trao cho Neon để cô hăng tự quyết định số phận của bản thân mình. Và điều ước của cô chính là tôi muốn tìm một tình yêu đích thực. Đây là tình yêu gia đình hay là tình yêu trai gái? Đó vẫn còn một bí ẩn mà chúng ta cần có thêm lời giải đáp. Ngoài sự hợp tác của 3 người này, còn sự hợp tác của Tintapan lẫn Buffa. Daipan đã bị lây nhiễm, hắn sẽ đưa cho Buffa chiếc Magnum. Cùng với đó là Buffa sẽ phải hả hắn. Dù sao thì hắn cũng sẽ sớm biến thành zombie mà thôi. Tất cả mọi thứ đã được hé lộ. Tintapan vô cùng ngán ngẩm với hành động của Nago. Tại sao phải cố gắng trong khi chúng ta sắp biến thành zombie rồi? Hắn ta chỉ đứng nhìn Nago đang chiến đấu vô cùng kịch liệt để giành cả những điểm số, của hắn ta đơn giản chỉ muốn phá hoại tất cả mọi thứ mà thôi. Mặc dù trong người bị nhiễm virus và rất khó khăn trong việc chiến đấu, nếu sự giúp đỡ của Kid cũng như Put, Bucco kết hợp với lại Hammer tạo ra một chiếc búa phản lực và đánh bại tất cả bầy zombie. Sau khi đợt tấn công thứ 3 này kết thúc, cả 2 người là Daipan lẫn Nago đều giải thoát khỏi trạng thái chuẩn bị biến zombie. Nhưng vấn đề đây là người thấp điểm nhất vẫn sẽ bị loại bỏ, và kẻ phá hoại trò chơi không cố gắng tiếp tục kiếm điểm chính là Daipan. Hắn ta đã biến mất và không còn tư cách trở thành Rider khi mất đi ID. Trò chơi thứ 2, Zombie, chính thức khép lại. Quay trở về nhà, Nago đã có đủ bản lĩnh và chặn lại đòn bạt tay trời giáng của mẹ mình. Cô sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của bản thân. Đó cũng là những gì diễn ra trong tập 4 của Kamen Rider Geats.